tìm kiếm đang có gì có cơ đang chẳng làm thay đổi với nữa. Hello các em. Các em có thấy anh Bo lầy không? Lầy quá lại đi trốn rồi. Bây giờ chị hả? Không chịu quay nữa còn nói gì. Bây giờ chị phải khui hộp một mình đây. Hôm nay thì mình sẽ khui cái bộ con quay thần rồng vuốt lửa. Đây là cái mã 634302 và 634402. Đồng thời thì mình sẽ cho nó chiến đấu với con này, chiến thần quyền vương. Không có đi chiến đấu với cái con chiến thần hộ pháp cao cấp nữa. Bây giờ mình sẽ khui anh Bo làm mất thời gian quá mà. Đúng không anh Bo? Ngắm cái vỏ hộp của bên Trung Quốc xem. Này hộp đẹp quá ha, màu sắc rực rỡ luôn. Con này nó hợp với cái tay cầm màu đỏ đó các em. Chị thấy cái tay cầm màu đỏ, con quay cũng màu đỏ thì rất là hợp luôn á. Nhìn vỏ hộp con này rất là đẹp. Không biết là mình khui ra nó sẽ có lung linh hay không đây. Ten ten ten. Đây nó đây, nó đây, nó đây. Ủa, ở trên này chị thấy nó màu đỏ rực lửa lắm mà. Nè, các em nhìn xem. Còn ở đây sao chị thấy nó cái màu đỏ của nó không có rực lửa gì hết trơn hả? À, mình lấy cái tay vặn nó ra. Đó. Cái nắp chiến thần. Nắp chiến thần màu đỏ là đúng rồi nè. Nhưng mà để mình ráp vô thử rồi mình ngắm. Đây các em, nó có màu đỏ, nó màu đỏ bạc đô. Nhưng mà ở trên cái vỏ hộp thì nó màu đỏ tươi, nó tươi hơn, nhìn nó đẹp hơn á. Còn cái này thì lại màu đỏ, màu đỏ mà nó hơi tối, màu đỏ bạc đô đó. Nhưng mà màu đỏ bạc đô thì nó lại tôn vinh lên cái nắp chiến thần của cái con rồng đỏ, cũng rất là đẹp. Nhưng mà nếu như mà cái màu chính thống như vậy thì chị lại thích hơn nè. Không sao. Ở dưới là cái chân đế. À, cái con quay này là khi mình quay thì ba thanh kiếm này nó sẽ vung ra, nó chém 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 chém. Cái này là vòng phòng thủ nè. Cái này là vòng tấn công nè. Cái này là tờ giấy hướng dẫn, không cần thiết mình không có coi ha. Bây giờ là tới thời khắc phẫu thuật con quay. Phẫu thuật. Phẫu thuật mà. Sao?
Anh Bo lì quá cho nên khan tiếng luôn rồi. Đó. Ai biểu la dữ quá mà. Có phẫu thuật mà. Đây. Đây là cái vòng phòng thủ của nó nè. Đây là cái vòng chiến thần bằng sắt, vòng tấn công. Có cái chữ Audi nè. Ở đây có cái mã số 2. À, nó có cái mã là 634302, cái thành ra chỗ này nó có số 2 luôn. Còn cái này là vòng chiến thần. Bây giờ mình sẽ khui luôn cái vòng chiến thần ra. Nắp chiến thần thì để ở đây. Anh Bo chỉ thích chơi thôi, anh Bo không thích mổ bụng con quay. Cho nên mấy cái khúc này á, anh Bo bảo chị quay không hà. Anh Bo cứ thích tới là phá không à, phá đám á. Đúng không anh Bo? Đúng là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi á các em. Mình nhìn hình ảnh mà mình lựa chọn thì không được, mình phải nhìn hình thực tế mới được. Vẫn có cái miếng này. Rơi hết rồi. Rồi, bây giờ ráp là thôi. Rồi. Đã xong, bây giờ mình ráp lại con quay. Rồi mình sẽ khui cái hộp tiếp theo. Để mình lật về được không ta? Không có được. Lật lại về không có được. Để coi gắn được không. Không có được, đừng có lì. Phải gặp đúng mới được. Nếu như mình nhìn dài là mình đã có 6 tầng. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Ủa. Đó, anh Bo quậy đó các em thấy không? Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ khui cái con cao cấp hơn. 634 402. Hồi hộp quá. Wow. Ui, cái dòng màu đỏ rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái dòng này màu đỏ nào thích nè. Chị thích màu như vậy nè. Còn con quay này thì giống rồi, giống nhau rồi. Còn cái vòng sắt, cái màu này nó cũng giống như cái con đực trước mình đã khui nè. Nhưng mà ở đây nó có chữ Audi chứ không phải là Alpha nữa. Và cái số là cũng số 2 luôn, để đánh dấu cho nó đó. Tay dặn thì là màu vàng. Coi cái chân đế coi. Cái chân đế giống như con 401. Nhưng mà cái vòng này quá đẹp luôn. Chị quá thích luôn. Hôm nay chị sẽ cho nó chạy cái chân đế này thử. Hôm qua lại quên đó. Chị muốn đổi cái vòng nó nè. Để mới thi đấu được. Xong rồi, bỏ màu đây dưới. Cái gì ok? Đây, cái chân đế đây, mình cho chân đế này. Ủa, ui. Trời, một con. Cái đầu con quay hả, chị mình gỡ ra nha. Chị thích quay bằng cái cây. 302. 402, trời ơi. Đó, các em nhìn thấy không? Các em thích con nào? Chị thích con này rồi nè. Con này nè, thì dưới có giọng dưới hơi bị tối. Đấu. Rồi, anh Bo đòi đấu rồi. Đấu thôi, đấu thôi. Nhưng mà trước khi đấu thì mình phải, bây giờ mình phải khui lại cái hộp này. Và mình sẽ ráp. Không, thích mà. Nói không nổi nữa rồi mà bày đặt. Đó, anh Bo nói không nổi nữa rồi đó. Ai biểu? Rồi, cái... Đây, chiến thần quyền vương, bộ đôi chiến thần quyền vương. Hôm nay mình sẽ chiến đấu với nó. Chiến thần quyền vương ấy ra. Cái giày, lấy giày dài luôn, đấu cho nó thắng luôn. Đấu cho nó phê luôn. Trước tiên thì mình phải ráp cái hai cái con quay này lại đã. Đừng có ráp chứ. Hả? Ráp. Có ráp không các em? Không.
Các em có nhớ hôm qua này không? Dưới chân này nó có lò xo này. Thôi mình không có ráp nha. Bởi vì mấy cái con này nó cũng đâu có ráp đâu. Nó có hai dòng mà một trên dòng sắt ở dưới dòng nhựa. Thì nếu mình ráp lại thì thành ra hai cái dòng sắt rồi, thi đấu không có công bằng. Cho nên thôi mình không thi đấu hai ráp lại nha. Bây giờ vậy đi. Anh Bo nói vậy đi. Rồi bây giờ mình thi như vậy đó. 1, 2, 3. Ui, nó đứng yên kìa. Ấy không thể chơi vàng nha, ngồi chơi vàng không thích đâu. Ui. Rồi, văng ra ngoài luôn. Trời, công nhận nó mạnh quá, nó văng ra ngoài luôn. Thôi, cái bàn đấu này nguy hiểm quá, mình lấy bàn đấu khác đi. Xin thông báo, bàn đấu mới đã có rồi. Bây giờ bắt đầu đấu thôi. Phòng thủ nha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, đúng rồi, đó, tự nó đá nhau rồi. Cái bàn đấu này nó mới an toàn. Cái bàn đấu kia không an toàn gì hết trơn. Tại nó hay quay đại mạnh quá. Ủa sao con của con chạy mạnh vậy? Mềm. Rồi nhưng mà không được rồi, thua rồi. Thì con của con lắm rồi. Không, con thua trước rồi đó. Con của mẹ đây mà. Con thua trước rồi nè. Cái chân đế này nó bền bỉ nè. Chân đế này nó hơi tấn công nè. Nhưng mà nó không có tấn công. Tên. Rồi. Sẽ tấn công. À, nó tấn công bập. Nhưng mà ai ngờ nó thắng rồi. Ơi, ghê thiệt. Ghê thiệt, hay quá. Xin thông báo, đây là dòng 402 nha các em. Trời ơi, nó quay cũng đẹp nữa. Wow, nhìn nè. Wow. Ôi, dừng rồi, đẹp quá trời luôn. Đẹp quá trời luôn. 402 các em ơi. Rồi, tấn công nha. 1, 2, 3. Giết nữa xem cái này. Các em ơi, cái con 402 này á, khi nó quay gần hết rồi, cái màu sắc của nó rất là đẹp luôn. Mà các em thấy không, nó phân ra làm ba màu nè, chính giữa là màu trắng, xong tới màu đỏ, xong ở bên ngoài một cái màu kem rất là đẹp luôn. Nhau màu kem mà nó ánh lên rất là đẹp luôn. Còn cái con này nè, có cái dòng lưỡi, cái lưỡi hái nó chìa ra đó, nó bắn á. Cái lưỡi hái nó bắn tôi quay này. Cái này giống như là nước đá. Đừng có nói nước đá, tỉnh cục quá. Đúng không, màu kem. Thôi bậy ơi. Để luôn. Không, để cho. Rồi thua luôn. Còn anh Bò thua. Ấy. Không, anh Giang quá. Anh Giang. Cái gì? Anh Giang. Anh Giang là thua. Người mà chuyên gia anh Giang là chỉ có thua thôi. Thất bại thôi. Không bao giờ mà thành công hết trơn á. Sống phải trung thực. Nghe chưa? Không có được dối. Không, không được dối. Coi nè. Trời, đó, anh Bo có làm cách nào cũng thua à, các em ơi. Ôi, 402 cố lên. Rồi, rồi, thấy chưa, 402. Yeah. Rồi, đó, giờ nó mới thua đó. Đó, nó nằm, ui. Quá đẹp, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Ê, đổi không? Không có đổi. Bây giờ đấu với con này. Bây giờ đấu bốn con nha. Rồi anh Bo anh lụm cái con 402 rồi anh chừa lại con 301 302 cho chị. Rồi, để cho con này. Rồi, chị là sẽ hai con này nha. Còn anh Bo là sẽ con này với con này. Chiến thần quyền vương. Trời ơi, bây giờ cho ra trước. Giờ tấn công hả? Tấn công không mẹ, nếu con tấn công mẹ thông thủ. Em này thua luôn rồi. Ra. Chết luôn. 402 quá dữ luôn. Chị đã tìm ra một anh rất là mạnh nữa rồi. Bây giờ cho nó đấu với chiến thần hộ pháp cao cấp nha. Tại thấy nó mạnh quá. 1 2 3. Wow. Ai thắng hả? Hai con cái màu vàng rất là đẹp luôn á. Ai thắng? Chiến thần hộ pháp cao cấp thắng nữa hả? Bất khả xâm phạm. Wow.
mà chưa chắc. Có ở đây cũng luôn có là lớp sắt. Đúng rồi, kia cũng có lớp sắt rất là dày mà. Không, đừng có vô nữa. Không, không, các anh Ba định vô một con nữa nhưng mà chị không thích. Chị thích hai con nó đấu với nhau để biết kết quả à. Anh Ba đừng, anh Ba đừng. No, please, anh Ba kỳ quá à, không có thích đâu. Không, anh Ba này cười quá à, không thích nữa. Anh Ba này để anh Ba ngồi lo. Không, anh Ba chơi kỳ quá, lần sau không cho anh Ba quay phim nữa, anh Ba lì quá à. Không, để cái ra đợi xem nó có kết quả rồi. Nó khen tiếng luôn á, các em ba lì lắm. Sao mà kết quả bất ngờ. Trời ơi, hai con nó bền bỉ chứ. Ở đàn rồi. Ai thắng? Không, hai con rất là rồi. Rồi. Chưa chắc. Chưa tới 30, quả quên, 30 chưa phải là Tết. Rồi, 30 rồi. Chưa phải là Tết. Ừ, là Tết rồi đó. Chưa, 30 Tết rồi, chưa Tết rồi. Ồ, Tết rồi. Nó vẫn còn quay nè, thấy chưa, hay chưa. Con mạnh nhất trong năm á. Mạnh nhất con Nado 5 năm. Ủa chứ cơ. Mạnh nhất con Nado 5 đó là con 501 đâu. Con này là 503. Được không, 5 rồi. 501. Rồi đợi đi xe kiếm 501 nè. Trời. Chiu. Chiu. Nó mạnh hơn rồi, nó mạnh hơn mới làm ơn. Bạn ơi, chân kiếm nó mạnh hơn. Đây bây giờ mình sẽ thi đấu là cái con này lắp ghép vô luôn. Thi đấu với con Nado 3 với con 501. Đó, lắp ghép vô rồi. Đẹp không? Sẽ đấu với con 501. Rồi, sẽ đấu với con 402. Quay mẹ luôn ơi. Nghi chiến thằng Quyền Quân thắng quá à, bởi vì nó có hai cái dòng sắt. Hai dòng sắt rất là nặng luôn đó. Đừng có co thường. Không. Ấy dạ, ấy dạ. Thôi rồi, rồi. Chứ thằng Quyền Quân hơi bị lay lắc. Có chưa, đừng có co thường. Ôi, chiếm bằng Nguyên Vương mà lại thua với 501. Các em ơi, 501 rất là mạnh luôn. Chị có ai cho bằng Nguyên Vương thôi. Chị có cái thằng màu vàng vàng á, nó mới đánh lại. Chị có thằng màu vàng nó mới đánh lại. Thôi rồi. Đây là những cái con quay mà bữa giờ chị đã khui. Đây là Nado 3 mà. Nado 3 nằm bên này đi. Thôi chờ nó để nằm đấy cho nó lắp khoảng trống. Anh Bo này, trong những cái con này các em thích cái con nào? Con này anh Bo khôn lắm, anh Bo lựa con mạnh không hà. Mẹ thích con này vậy, mẹ thích con này mà. À, thấy chưa rồi. Yeah, anh có ý, chạy thôi. Trời ơi, anh lượm hai con mạnh nhất luôn á, kỳ quá à. Thôi thôi, mẹ rồi mình mẹ hốt mất không được. Thôi video của chị đến đây là kết thúc rồi nha. Cảm ơn các em đã theo dõi kênh của chị. Nếu thích các em hãy cho chị một like, đồng thời share và đăng ký kênh nha. Bye 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 bye. Không có bye gì hết. Yeah.